Vâng, và Mai Chúc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có một cái lô cúc thọ hương mới nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng một gang tay của em. Và giá là em bán với giá là 220.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha. Và bây giờ em sẽ quay từng chi tiết cho cây cho cả nhà xem ha. Đây, cái gốc nó thì đa dạng, nó giống như thế này thì nhiều ha. Đó, cái kiểu nó uống như thế này đây. Rồi, cây nào nó cũng uống róc hết nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Rồi, đây. Đó, cây nào nó cũng uống cái đế nằm ngang như vậy nha. Đa số cái lô của em này là như vậy đó. Rồi đây, đó. Cây nào nó cũng nằm ngang. Thì cái cây tầm khoảng một gang tay em thôi nha cả nhà. Chỉ một gang tay em thôi nha. Một gang tay em trở lại á. Nhưng mà cây nào thì nó cũng quấn cái ghế ngang vậy nè. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó, bây giờ nó chuẩn bị ra thêm một cái cơ đọt nữa. Đó, cả nhà thấy không? Cái xanh xanh này là em xịt ngừa bệnh nha cả nhà. Đây. Cái này thì cây cao tầm khoảng một gang tay của em thôi. Đây, cây nào nó cũng uống cái rễ ngang như thế này ha. Cái này là cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương nha. Rồi, đây em sẽ qua đây bóc một số cây cho cả nhà xem. Nói chung là có một lô này nó đa số là nó cứ quấn rễ ngang vậy nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi. Rồi, và bên đây là em cũng có tầm khoảng vài chục cái cúc bi ha. Cúc bi hay còn gọi là cúc tiên sinh đó nha cả nhà. Hoa chùm hoa rất là đẹp nha. Cây cao thì tầm cũng khoảng gang tay em thôi. Thì cái bộ gốc thì nó cũng là một lô ghép ra ha. Đây nó nằm nghiêng. Rồi, và đây bên đây thì em có tầm khoảng một chục cây cúc rồng bay nha. Cúc rồng bay. Đây, rồng bay. Đó. Đó thì nó cũng uống cái bộ gốc nó cũng uống cái dạng nằm ngang vậy nè. Cúc này là cúc rồng bay nha cả nhà. Em chỉ được khoảng mười mấy cây cúc rồng bay thôi. Em cũng bán đồng giá là 220.000 cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên vườn Mai Chiếc Chè Bông nha cả nhà ơi. Đây là cúc thọ hương nha.